Và sau đây là câu hỏi của anh Đình Thi đến từ Hồ Chí Minh. Câu hỏi có nội dung như sau: tôi đã tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh hệ chính quy và đại học ngôn ngữ Anh hệ tài chức. Tôi chưa có bằng IELTS, nay tôi đang được bạn bè ở Canada giới thiệu nên đi học ở Canada để có cơ hội làm việc và định cư tại nước này. Tôi nghe nói những chính sách định cư Canada dành cho sinh viên sau khi tốt nghiệp tại đất nước này cũng rất tốt. Bạn tôi đề cử cho tôi nên chọn học tại Ontario. Tân đại dương vui lòng cho tôi thêm thông tin về những chính sách hỗ trợ giáo dục cũng như những chính sách định cư Canada dành cho sinh viên sau khi tốt nghiệp tại tỉnh bang này. Dạ, xin mời chị ạ. Xin chào anh Đình Thi. Giống như là với những tỉnh bang khác thì với chính sách định cư Canada dành cho sinh viên sau khi tốt nghiệp tại đây, thì sau khi tốt nghiệp chương trình đại học, cao đẳng hoặc sau đại học hoặc thạc sĩ tại Canada thì anh sẽ được cấp giấy phép ở lại làm việc từ 1 đến 3 năm tùy theo chương trình học. Mọi đối tượng dễ dàng có khả năng xin PR để định cư cùng với nhiều điều khoản có lợi khác. Đối với sinh viên quốc tế nói chung thì chỉ cần có một việc làm hoàn toàn thời gian sau khi hoàn thành chương trình học tại các trường cao đẳng hoặc đại học công lập là đã có thể là xin visa định cư tại Ontario. Hơn thế nữa, sinh viên học thạc sĩ tại Ontario có thể được cấp PR mà không cần phải có việc làm theo chương trình Master Graduate Stream. Trong khi đó, một số tỉnh bang khác yêu cầu phải có job offer hoặc là kinh nghiệm làm việc từ 6 đến 12 tháng. Thời gian xét duyệt định cư tại Ontario cũng nhanh hơn so với các bang khác. Đối với sinh viên Việt Nam, việc du học Ontario còn dễ dàng hơn nữa khi có rất nhiều trường tại bang này tham gia vào chương trình chính sách visa ưu tiên gọi là CES. Với chương trình visa này thì sinh viên được đơn giản hóa thủ tục chứng minh tài chính và rút ngắn thời gian xét duyệt visa. Đây là một điểm rất là thuận lợi và mà bang Ontario dành cho các bạn du học sinh Việt Nam. Ngoài ra thì Ontario còn là nơi tập trung hầu hết các trường đại học tốt nhất tại Canada với sinh viên bắt đầu sự nghiệp. Ontario có đến 5 trong số 10 trường đại học hàng đầu Canada, bao gồm là Đại học Toronto, Đại học Waterloo, Đại học Western hoặc là Đại học McMaster. Ngoài ra, trong bảng xếp hạng của QS University Ranking thì Ontario cũng dẫn đầu với 11 trường được xếp hạng so với con số 6 trường ở Quebec và 3 trường ở British Columbia. Những trường cao đẳng tốt hiện đang nằm trong danh sách CES như là Harvard College, Seneca College, John Brown College hoặc là Niagara College và còn nhiều trường khác nữa thì anh có thể tham khảo trực tiếp tại trang web của công ty tư vấn Ngọc Thanh Đại Dương nhé. Cảm ơn câu trả lời vừa rồi của chị Quế Hương. Và để tiếp nối chương trình hôm nay, chúng ta sẽ đến với câu hỏi của bạn Thanh Thanh đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Câu hỏi có nội dung như sau: theo em tìm hiểu, em thấy ở Canada có nhiều chương trình co-op có lương. Vậy nếu em chọn ngành học có chương trình co-op tại Canada thì sau khi tốt nghiệp em có thể sử dụng thời gian trong lúc đi làm theo chương trình co-op vào hồ sơ xin định cư hay không? Em có được hưởng những chính sách định cư Canada dành cho sinh viên sau khi tốt nghiệp tại Canada hay không? Em xin cảm ơn. Dạ, em xin mời chị Quế Hương ạ. Co-op là một trong những chương trình đang thu hút nhiều sinh viên quốc tế. Các bạn du học sinh tại Canada còn có thể đăng ký tham gia chương trình co-op vừa học vừa làm với thời gian học kéo dài thêm 1 năm nhằm tích lũy kinh nghiệm và kiếm thêm thu nhập. Chương trình co-op sẽ giúp sinh viên học hỏi thêm kinh nghiệm làm việc, áp dụng những kiến thức mình đã học tại trường, đồng thời còn có thể kiếm được một khoản tiền để mà bù vào chi phí học tập. Mức lương cũng là rất là cạnh tranh theo các ngành nghề và thường cao hơn nhiều so với việc đi làm thêm. Và nếu mà em còn muốn biết là mức lương nó là khoảng bao nhiêu thì em có thể là gọi điện trực tiếp đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương hoặc là nhắn tin vào fanpage của công ty để công ty tư vấn cụ thể hơn về chương trình co-op này ha. Tất nhiên là hầu hết các trường cao đẳng đại học tại Canada đều có chương trình co-op, tuy nhiên là không phải ngành nào cũng có. Bạn có thể là tìm hiểu trên website của mỗi trường về ngành học của mình và để xem ngành đó có chương trình co-op hay không. Với chính sách định cư Canada dành cho sinh viên sau khi tốt nghiệp tại Canada hiện nay á, thì sau khi tốt nghiệp chương trình đại học cao đẳng hoặc là sau đại học thạc sĩ tại Canada thì bạn sẽ được cấp giấy phép ở lại làm việc từ 1 đến 3 năm tùy theo chương trình học. Dù bạn đi theo chương trình co-op hay không thì bạn đều được hưởng những chính sách định cư Canada dành cho sinh viên sau khi tốt nghiệp tại Canada ha. Ngoài ra thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2014, sinh viên đến học tập tại Canada nói chung và ở Manitoba nói riêng không cần phải đợi sau 6 tháng học mới được xin work permit. Khi tham gia các chương trình học ngoài chương trình học tiếng và 18 buổi trở lên thì sinh viên sẽ được làm việc tối đa là khoảng 20 giờ một tuần và trong thời gian học tập và toàn thời gian trong thời gian những kỳ nghỉ hè hoặc là holiday. Cảm ơn câu trả lời vừa rồi của chị Quế Hương. Và sau đây chúng ta sẽ đến với câu hỏi của bạn Thi Thi. Câu hỏi có nội dung như sau: chào Tân Đại Dương, em hiện đang học lớp chuyên tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh. Em rất thích học ngôn ngữ, đặc biệt là tiếng Pháp và tiếng Anh. Em không có người thân ở Canada nhưng em lại muốn học ở bang Quebec.
vì tỉnh bang này sử dụng hai ngôn ngữ chính là tiếng Pháp và tiếng Anh, rất thuận tiện cho em. Hơn nữa, chính sách định cư Canada dành cho sinh viên sau khi tốt nghiệp lại rất tốt nữa. Nhưng em nghe nói điều kiện để xin hồ sơ nhập cư là phải hoàn thành 5 lớp tiếng Pháp tại một trường đại học công lập tại Quebec. Tân Đại Dương có thể giúp em nói rõ hơn về điều kiện này được không ạ? Với chính sách định cư Canada dành cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, luôn đứng đầu Canada, rồi ổn định và không hạn chế số lượng di dân. Chính sách định cư của bang Quebec chỉ yêu cầu du học sinh học tập tối thiểu khoảng 2 năm tại Quebec và tốt nghiệp, đồng thời phải biết một ít tiếng Pháp căn bản. Để thu hút sinh viên quốc tế chưa biết tiếng Pháp định cư ở bang Quebec thì từ ngày 1 tháng 4 năm 2014, chính quyền bang Quebec thực thi quy định mới về yêu cầu trình độ tiếng Pháp cho du học sinh định cư theo chương trình cấp tốc là PEQ. Du học sinh chưa từng học tiếng Pháp sẽ chỉ cần học 5 lớp tiếng Pháp tại trường theo quy định thì sẽ đạt yêu cầu tiếng Pháp cho việc xin định cư. 5 lớp tiếng Pháp này không phải là học thêm ngoại khóa mà là được tính vào môn tự chọn và tính tín chỉ cho cả chương trình học. Không những vậy thì chương trình chính phủ quy định học phí của một môn học là khoảng 1.600 đô la Canada. Một lớp tiếng Pháp tính khoảng 3 tín chỉ. Nhưng mà để khuyến khích sinh viên quốc tế học mà tập tiếng Pháp, chính quyền bang Quebec thu hút học phí môn tiếng Pháp cùng với giá của sinh viên bản xứ, mỗi môn khoảng 320 đô la Canada. Do đó 5 lớp tiếng Pháp chỉ khoảng tương đương là 1.600 đô la Canada thôi. Chỉ có 3 trường Anh ngữ ở bang Quebec đáp ứng được yêu cầu này, đó chính là trường đại học MC Grill, đại học Concordia, đại học Bishop. Còn các trường đại học khác ở Quebec đều là trường Pháp ngữ, không phù hợp cho sinh viên quốc tế không biết tiếng Pháp và học. Cảm ơn câu trả lời vừa rồi của chị Quế Hương. Để kết thúc chương trình hôm nay, chúng ta sẽ đến với câu hỏi của bạn Như Quỳnh. Câu hỏi có nội dung như sau. Em tên Như Quỳnh, năm nay em 19 tuổi, vừa tốt nghiệp trung học phổ thông và hiện đang đi học tiếng Anh. Em có gia đình bác đang sinh sống ở Canada, nên gia đình bác em muốn tạo điều kiện cho em sang đó học. Em nghe nói sang đó hầu hết sinh viên đều được đi làm thêm, nên em muốn hỏi Tân Đại Dương về điều kiện đi làm thêm cho sinh viên quốc tế. Đồng thời, nếu em chỉ học chương trình cao đẳng thôi thì em có được áp dụng chính sách định cư Canada dành cho sinh viên sau khi tốt nghiệp hay không? Dạ, em xin mời chị Quế Hương. Xin chào bạn Như Quỳnh. Vì bạn không nói rõ là em dự định đi học ở bang nào, cho nên là chị chỉ cung cấp cho bạn những thông tin mà chung chung thôi. Mỗi tỉnh bang đều có những chính sách định cư Canada dành cho sinh viên sau khi tốt nghiệp khác nhau, tùy theo chương trình học, thời gian học của bạn tại Canada sau khi học xong. Mà tất cả các tỉnh bang đều sẽ cấp cho bạn một giấy phép ở lại làm việc từ 1 cho đến 3 năm. Trong khoảng thời gian này, bạn làm việc từ 6 đến 12 tháng, bạn sẽ dựa vào điều kiện để mà nộp đơn nhập cư tại tỉnh bang mà mình học và tiến hành hồ sơ nhập cư của mình. Nhưng mà hồ sơ nhập cư của bạn thành công hay không còn tùy thuộc vào hồ sơ thực tế của bạn lúc đó ra sao ha. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2014, sinh viên khi mà đến học tập tại Canada nói chung và Manitoba nói riêng không cần phải đợi sau 6 tháng học mới được xin work permit. Khi tham gia các chương trình học ngoài chương trình học tiếng và từ 18 tuổi trở lên thì sinh viên sẽ được làm tối đa là 20 giờ một tuần trong thời gian học và toàn thời gian trong thời gian kỳ nghỉ. Điều kiện khi mà sinh viên có thể đi làm thêm tại Canada đó chính là khi mà các bạn học chương trình cao đẳng hoặc đại học, trong lúc học các khóa học tiếng Anh thì bạn chỉ được làm ở trong trường thôi. Còn khi mà các bạn vào học chương trình khóa chính thì các bạn có thể làm ngoài trường với thời gian là khoảng 20 giờ một tuần. Người phụ thuộc đi cùng với bạn, ví dụ như là vợ hoặc chồng, thì được đi làm tương đương với bạn. Đối với chương trình thạc sĩ hoặc tiến sĩ thì bạn và người phụ thuộc được đi làm không giới hạn. Các loại công việc làm thêm du học sinh Canada hay làm như là chạy bàn trong nhà hàng nè, hoặc là làm nail, làm farm nếu mà ở nơi có nhiều farm, hoặc là làm bán hàng trên siêu thị, có người dạy kèm, hoặc là các bạn có thể làm trong những cái khu người Việt chẳng hạn. Mức lương là khoảng độ là từ 10 cho đến 20 đô la Canada một giờ thôi, tùy thuộc vào việc làm đó và tùy thuộc vào cái nhà ứng tuyển người ta offer cho bạn mức lương bao nhiêu ha. Và với câu trả lời vừa rồi của chị Quế Hương cũng kết thúc cái chuyên mục giải đáp thư ngày hôm nay. Để biết thêm thông tin chi tiết về vấn đề này cũng như các quá trình làm hồ sơ xin visa du học Canada, các bạn đừng ngần ngại mà hãy liên hệ ngay đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương của chúng tôi tại địa chỉ chi nhánh quận Nhất, mặt tiền 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 0838484879, tại chi nhánh quận 5, 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Số điện thoại 0838382080 và tại chi nhánh Nha Trang, số 7 Mê Linh, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Số điện thoại 0583514036. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài.
Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.